Hi cho tất cả anh em, trước mặt anh em là một chiếc uh, Blackberry 9, 9 phiên bản đặc biệt <laughs> Đặc biệt ở chỗ là bây giờ nó được phối bởi ra là điều và da cá sấu Anh em cùng nhìn rất hầm hố, rất hầm hố và rất độc lạ Nếu như anh em mà làm miếng da cá sấu này thì mình làm bán là gần 1 triệu một miếng Thì cái chiếc máy này ấy, bình thường làm sẽ bán là 2 triệu 250 2 triệu 250 Bao gồm cả máy pin sạc cáp dán da và tặng kèm bao, bao da nhưng mà ngày hôm nay thì làm sẽ bán với nó với mức giá chỉ có 1 triệu 750 thôi Anh em nghe kỹ Chỉ với 1 triệu 750 anh em sẽ có full combo Máy, pin, sạc, cáp, dán da và kèm bao da Đây rất đẹp luôn anh em nhé Con máy đã được dán cường lực rồi nhá Con máy đã được dán cường lực Ngon lành cành đào Ngon lành hết kèm cái bao da Bao da cũng rất là xịn Cực kỳ cá tính luôn Cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ cá tính Bao da xịn sò anh em không nghe nhầm đâu 2 triệu 250 hôm nay sale còn 1 triệu 750 và vẫn bao gồm máy pin sạc cáp dán ra Siêu độc lạ luôn Đấy và kèm báo da nhé Anh em nào có nhu cầu liên hệ làm nhé Con máy rất đẹp luôn anh em nhé Con máy rất đẹp